và Tít là đang chơi cầu trượt. À, đang chơi bập bênh, mẹ quên. Đấy, hai bạn ấy đang chơi bập bênh. Hai bạn đang chơi bập bênh. Hai bạn đang chơi bập bênh, thích lắm. Thích ơi là thích đấy. Mỗi lần các con đi học về là các con đều muốn vào đây chơi. Quay video này xong là tối các bạn về là các bạn lại đòi bố cho xem. Em Đô La không muốn cho con ngồi đâu. Con phải để cho em Đô La ngồi xong đã. Chị Thảo Trang là muốn ngồi cùng em Đô La lắm, nhưng mà em không muốn cho chị ngồi. Thảo Trang ơi, nhẹ nhàng thôi con. Tít ơi, quay lại đây nào. Đấy, bạn Tít bạn quay lại. Bạn Đô La bạn cũng đang nhìn các bạn khác chơi trò chơi khác. Bạn ấy chị Tít, chỉ có mỗi chị Tít là chị biết đu thôi, còn bạn Đô La là bạn ấy chưa biết nhún. Đấy, chị Tít chị cho chị mì, nhưng mà con nặng quá thì em Đô La như thế nào? Bạn này ra nào, không ngã nào con ra đi không ngã. Đấy, bạn Đô La bạn đuổi ra đấy. Nha, để bế chị Thảo Trang lên nhá. Ra từ từ để mẹ còn phải ra mẹ. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Ba chị em chơi cầu trượt. Chị em chơi cầu trượt. Có hai chị là biết nhún thôi, còn em Đô La là chưa biết nhún.